Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Quý vị thân mến, đã gần nửa năm trôi qua, người người nhà nhà đang tìm kiếm những thời khắc đổi đời để xây dựng cuộc sống sung túc đủ đầy cho mình và gia đình. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai sinh ra cũng được nhiều may mắn. Nhưng đối với ba con giáp đặc biệt dưới đây, bước qua Tết Đoan Ngọ, cuộc đời của họ như được bước sang trang mới, tài lộc vận may cùng hồng phúc kéo nhau tới, cơ hội làm giàu xuất hiện trước mắt. Việc cần làm là tiến về phía trước và nắm bắt thời cơ thì sẽ thăng hoa mỹ mãn. Hãy cùng tìm hiểu xem đó là con giáp nào nhé. Tuổi Thân, năm 2020 là một năm với tài lộc sung mãn, vận may liên tiếp đến với người tuổi Thân. Con giáp này có quý nhân nâng đỡ và tương trợ trên hành trình của mình. Đặc biệt, con đường công danh, sự nghiệp sáng rỡ, bản mệnh đạt được nhiều bước tiến khá lớn và thẳng tiến tới thành công. Mọi chuyện xuôi chèo mát mái, chuyện vui sẽ đến không chừng. Tử vi phương Đông tiết lộ rằng, sau Tết Đoan Ngọ năm 2020, tuổi Thân chính là con giáp đón chào tài lộc về tới tận tay, nhất là những khoản tài lộc bất ngờ đến ngoài mong đợi. Các khoản đầu tư từ năm trước tới năm nay bỗng mang lại cho tuổi Thân khoản thu khổng lồ, tiền bạc dồi dào, thoải mái tiêu xài. Tuy nhiên, có điều này cần phải nhắc nhở người tuổi Thân, đó là phải chịu có học hỏi thêm kinh nghiệm và kiến thức quản lý tài chính thì mới có thể phân biệt được những thông tin thật giả lẫn lộn cần phải biết khi mà đầu tư. Nếu không, rất dễ bị người khác dắt mũi lừa gạt, đưa ra những quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc tiêu tan. 2. Tuổi Mão. Trong năm Canh Tý này thì vận trình của tuổi Mão tốt thì không phải ở mức bình thường. Nhiều chuyện thậm chí đạt được những thành công cực đại. Có gặp khó khăn thì cũng tìm được cách tháo gỡ. Mà thường thì mọi việc bản mệnh làm trong khoảng thời gian này đều thuận lợi, còn thuận lợi suôn sẻ hơn cả mức bạn có thể tưởng tượng ra nữa. Trong công việc thì vẫn có những lúc gặp phải khó khăn trở ngại, nhưng điều may mắn được quý nhân tương trợ, đưa tay giúp đỡ mà không cần phải tìm kiếm quá xa xôi. Vượt qua được nút thắt nơi cổ trai là bản mệnh có thể tiến tới những nấc thang cao hơn, xa hơn. Sau Tết Đoan Ngọ 2020 này là thời điểm để tuổi Mão phát huy được năng lực cá nhân của mình để giành được nhiều thành công hơn nữa. Trực giác mẫn cảm, điều này có thể cho phép bạn đưa ra những dự đoán chính xác về những điều có thể xảy ra trong tương lai gần, cũng mơ thấy những giấc mơ trùng lặp, nhìn thấy những dấu hiệu lặp đi lặp lại nhiều lần, có cảm giác như là mình đã rất quen thuộc với một thứ gì đó. Đừng bỏ qua điểm báo, những chỉ dẫn đó, bởi nó có thể sẽ dẫn dắt bạn đến một niềm vui bất ngờ, trao cho tuổi Mão cơ hội kiếm tiền mỏi tay, không gì có thể ngăn bạn trên con đường tài lộc ấy. 3. Tuổi Hợi. Khoảng thời gian này thì người tuổi Hợi có vận trình khá là tốt, thậm chí có thể đánh giá là một trong những con giáp giành được nhiều may mắn nhất trong số 12 con giáp. Tết Đoan Ngọ 2020 vừa qua thì cũng là lúc mà vận tài lộc của con giáp này lên đến đỉnh điểm, thậm chí là bản mệnh chẳng cần làm gì, ngồi không thôi cũng có tiền rơi trúng đầu. Với những tuổi này, may mắn bội phần trong Tết Đoan Ngọ khiến cho những con giáp khác phải đố kỵ. Sau Tết Đoan Ngọ thì ba con giáp này muốn may mắn hơn trong cuộc sống của mình thì hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân để kích hoạt cung quý nhân, mang lại may mắn tài lộc cho cả năm. Vậy, trước và sau Tết Đoan Ngọ, con giáp nào mừng đón hỷ sự lâm môn? Bạn có biết trước và sau Tết Đoan Ngọ, trong 12 con giáp thì ai là người được thần may mắn mỉm cười, gặp nhiều chuyện mừng vui bất ngờ hay không? Hãy cùng Phong Thủy Lộc Tài đi tìm hiểu xem con giáp nào là người nằm trong danh sách này nhé! Tết Đoan Ngọ 2020 thì rơi vào cuối tháng 6 dương lịch, tiết trời nắng nóng oi bức, rất có hại cho sức khỏe. Chẳng những thế mà người Việt Nam có tục giết sâu bọ vào ngày này để trừ độc đuổi tà, giữ cho tinh thần sảng khoái, sức khỏe dồi dào, vận may kéo tới. Vậy, vào dịp này, trước và sau Tết Đoan Ngọ thì những con giáp nào may mắn gặp được nhiều chuyện vui mừng, sự nghiệp thăng tiến, lộc lá đầy nhà? Hãy cùng tìm hiểu để biết được bí mật này nhé! Đầu tiên đó là tuổi Dậu. Người sinh năm Dậu thì tư chất hơn người, vừa phóng khoáng lại phú quý cao sang, họ hiếm khi so đo với người.
luôn giữ cho mình mối quan hệ hữu hảo với người xung quanh, tính tình thoải mái nên họ sống rất được lòng người, đi đâu cũng được quý mến và giúp đỡ rất nhiều. Đó là điểm mạnh và cũng là điều khiến cho bạn may mắn hơn rất nhiều người. Hoạt ngôn, người tuổi Dậu dễ dàng khuấy động không khí, khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ khi mà nói chuyện với mình. Bạn là người khá biết cách kết nối, tạo cho mình nhiều mối quan hệ xã giao tốt cho cuộc sống và công việc. Hãy chân thành đối đãi với mọi người, đừng chỉ vì lợi ích mà ép mình cười nói. Trước và sau Tết Đoan Ngọ, người tuổi Dậu được tài tinh chiếu mệnh, tài vận vượng pháp, tiền bạc ùn kéo tới, cơ hội kiếm tiền trong tầm tay. Chỉ cần bản mệnh để tâm chú ý và nhanh nhẹn nắm bắt thời cơ thì không lo chuyện cơm ăn áo mặc, cuộc sống cũng an ổn, sung túc hơn gấp nhiều lần. Cơ hội thì hiếm có, chỉ tới một lần, đừng bỏ lỡ kẻo hối hận muộn màng. Tuổi Dần, những chú hổ dũng mãnh thường khiến cho người khác hơi e ngại vì dáng vẻ oai hùng lẫm liệt của mình. Bạn có thể nhìn về bề ngoài và nghĩ rằng họ là người khá nghiêm túc và ghê gớm, nhưng trên thực tế thì con giáp này lại là người có nhân duyên rất tốt. Họ biết cách nắm bắt suy nghĩ của người đối diện và xoay chuyển chủ đề cuộc nói chuyện theo hướng có lợi nhất cho mình. Người tuổi Dần làm điều đó rất khéo léo và tinh tế. Bạn sẽ chỉ thấy rằng họ là người hoạt ngôn, tinh tế trong cách nói chuyện, chứ không hề nhận ra mình đang bị dẫn dắt theo suy nghĩ của họ. Chẳng thế mà người ta luôn nói con giáp này là người rất giỏi trong chuyện thuyết phục người khác, khiến cho người đó đồng ý và làm theo ý của mình mà không rơi một giọt mồ hôi nào. Trước và sau Tết Đoan Ngọ, tuổi Dần có quý nhân tương trợ, là người trong công việc hay là bước đường sự nghiệp cũng đều được nâng đỡ, gặp chuyện không lành cũng may mắn thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Hoàn lộ thanh thang, tài lộc dồi dào, vạn sự như ý, thuận buồm xuôi gió. Tuổi Ngọ, năm nay vận thế của tuổi Ngọ thì không tồi, tiền đầy túi mà tình thì đầy tim. Tình cảm lứa đôi thắm thiết bền vững theo tháng năm, khiến cho con giáp này có niềm tin vững chắc nơi hậu phương, sẵn sàng xông pha nơi tiền phương, phấn đấu hết mình trong công việc vì tương lai tươi sáng của hai người. Trước và sau Tết Đoan Ngọ, người tuổi Ngọ có thể nhân cơ hội này để thể hiện năng lực của mình nhiều hơn. Bạn vốn dĩ đã làm khá tốt và được cấp trên để mắt tới vì khả năng làm việc xuất sắc của mình. Hãy cố gắng phát huy bản thân nhiều hơn nữa, giữ phong độ ổn định chứ không sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố xung quanh. Trong quan hệ với đồng nghiệp, dĩ hòa vi quý là điều nên ghi nhớ. Thẳng thắn không phải là lúc nào cũng tốt, nhất là khi lời nói thẳng thật của bạn có thể làm cho tổn thương người khác, chi phối cảm xúc của họ. Mạnh mẽ là điều không phải ai cũng làm được. Bạn có được điều đó là nhờ ý chí. Hãy truyền cảm hứng cho những người xung quanh để cuộc sống nơi công sở không còn căng thẳng và bí bách vì cạnh tranh không lành mạnh nữa. Tết Đoan Ngọ là dịp để cầu tài lộc cực kỳ thuận lợi. Vì vậy mà trong thời gian này, quý vị hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo, là vật phẩm phong thủy làm bằng bạc thái, bên trong có chứa chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi có ánh sáng xuyên qua thì hình Quan Thế Âm Bồ Tát cùng với chú Bát Nhã Tâm Kinh hiện ra, vừa có tác dụng hộ thân giúp cho con người tịnh tâm bình an, vừa có tác dụng chiêu tài lộc cho 12 con giáp. Đừng quên khai quang và chọn ngày đẹp để sử dụng vật phẩm được cắt lành may mắn nhất. Quý vị thân mến, Tết Đoan Ngọ là Tết truyền thống của người Á Đông cũng như là người Việt Nam. Nó có ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa của người Việt. Người Việt Nam còn gọi Tết Đoan Ngọ là Tết giết sâu bọ, là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài gây hại cho cây trồng trên cánh đồng. Trong đó, nhiều loại sâu có thể ăn được và chúng được coi như là chất bổ dưỡng. Tuy nhiên thì trước Tết Đoan Ngọ, những con giáp cũng cần phải chú ý những điều gì để được may mắn và tài lộc. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Chú ý dành riêng cho 12 con giáp trước và sau Tết Đoan Ngọ. Chẳng còn bao lâu nữa là đến Tết Đoan Ngọ, 12 con giáp đã chuẩn bị gì cho lễ này chưa? Dù làm gì thì cũng cần phải nhớ kỹ, đừng quên những điều này các bạn nhé. Tết Đoan Ngọ đang đến gần, tháng 5 âm lịch được mệnh danh là tháng cửu độc, không cẩn thận sẽ mang họa vào mình. Vậy,
Trước Tết Đoán Ngọ này, 12 con giáp nên đặc biệt chú ý những điều gì để tránh giữ cầu an? Đối với tuổi Tý, trước ngày này thì việc mà người tuổi Tý cần làm đó là điều chỉnh tâm trạng của mình sao cho thật thoải mái. Thời gian gần đây, bạn gặp nhiều chuyện rắc rối, tâm tính cũng nóng nảy, dễ xảy ra tranh cãi với mọi người. Điều này, dù ít dù nhiều thì cũng đều không tốt cho công việc cũng như tình cảm. Ngoài ra, bạn cũng phải nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn. Tuổi Sửu, con giáp chăm chỉ, cần cù mọi lúc mọi nơi này, cũng cần phải biết tùy thời điểm mà giảm bớt nhịp bước chân, đừng tạo cho mình quá nhiều áp lực. Nghỉ ngơi vừa phải chẳng những không làm mất thời gian của bạn, mà ngược lại còn có thể tăng thêm hiệu quả công việc. Làm việc quá sức dễ gây ảnh hưởng cực kỳ xấu đến sức khỏe. Hãy giảm bớt nhịp độ cuộc sống của mình xuống, đừng chỉ mải mê làm việc mà hãy nhìn ra xung quanh, trò chuyện với mọi người và tận hưởng niềm hạnh phúc trên đời. Tuổi Dần, xem tử vi vận trình của tuổi Dần trong khoảng thời gian này thì khá tốt. Công việc có phần bề bộn khiến cho bạn phải chịu khá nhiều áp lực. Những lúc như thế này nên nhẫn nại, từ tốn giải quyết từng việc một, chớ tham lam ôm đồm nhiều việc cùng lúc. Cuối cùng thì chẳng việc nào xong xuôi ổn thỏa. Con giáp này cũng nên tiết chế cảm xúc, đừng mang bực bội, nóng giận trút lên người mình yêu thương nhé. Tuổi Mão, trước Tết Đoan Ngọ thì vận may không hay đến thăm con giáp này. Vì thế mà tuổi Mão tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý đón nhận chuyện thành bại, được thua. Trong công việc thì cần phải chú trọng làm tốt việc của mình thì hơn, đừng quá ganh đua với mọi người, nên giữ mối quan hệ hoàn hảo với đồng nghiệp. Trong chuyện tình cảm thì đừng quá chìm đắm mê say mà trọng sắc khinh bạn. Tuổi Thìn, trước Tết Đoan Ngọ này, người tuổi Thìn có vận trình khá là bình ổn. Tuy nhiên thì trong chuyện đối nhân xử thế, bản mệnh nên học cách khiêm nhường, lắng nghe ý kiến của những người đi trước. Trong công việc, đừng quá hãnh tiến mà nóng vội. Mọi chuyện đều phải trải qua quá trình, quy trình có sẵn của nó. Người không quân thủ thì sẽ nhanh chóng bị đào thải. Chuyện tình cảm cũng vậy. Nóng vội sẽ khiến cho đối phương cảm thấy hoang mang, lo sợ. Nhiệt tình như lửa, không khéo sẽ thiêu đốt mọi thứ. Tuổi Tỵ, vận thế của người tuổi Tỵ vào những ngày trước Tết Đoan Ngọ này thì có phần u ám. Mọi sự đều không mấy phần thuận lợi. Trong công việc, phải nhớ học cách suy nghĩ cẩn thận, kỹ càng trước khi hành động. Nhớ uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Trong chuyện tình cảm thì lại càng phải khống chế cảm xúc, đừng để mâu thuẫn bùng nổ. Có điểm phá tài, bản mệnh nên cẩn thận là hơn. Tuổi Ngọ, người tuổi Ngọ đợt này thì không gặp nhiều chuyện vui. Thái tuế cản đường khiến cho chặng đường phía trước càng thêm gian nan trắc trở. Đừng chỉ thấy nóng ruột mà phải biết cẩn nhẫn, nếm mật nằm gai, chờ thời cơ hành động. Chuyện tình duyên thì có phần tốt đẹp hơn, người độc thân có cơ may gặp được mối duyên lành. Tuổi Mùi, trước Tết Đoan Ngọ thì người tuổi Mùi cần phải hết sức đề phòng kẻ tiểu nhân trong chính các mối quan hệ của mình. Công việc nên lên kế hoạch rõ ràng, đừng để nước tới chân rồi mới nhảy. Trong tình yêu thì hãy quan tâm hơn nhiều hơn đến sức khỏe của đối phương, hai bên nói chuyện bình tĩnh hài hòa để tránh mâu thuẫn nảy sinh. Tuổi Thân, con giáp này có thể gặp phải một số rắc rối trước Tết Đoan Ngọ, đừng quá tự tin đến mức ảo tưởng. Cơ hội đến thì bình tĩnh nắm bắt, đừng chê bai khi thấy cơ hội nhỏ nhoi quá mức. Chi tiêu thì nên có kế hoạch kẻo phá tài, phá lộc. Tuổi Dậu, những ngày trước Tết Đoan Ngọ là khoảng thời gian quá độ, là thời kỳ thử thách đối với người tuổi Dậu. Dù làm gì cũng phải cẩn trọng, không được mơ màng lơ là, thiếu chuyên tâm. Với người mình yêu thì đừng quá vô tư, vô tâm. Hãy để ý đến cảm nhận của người đó, bởi muốn đi xa thì phải cùng nhau mới tốt. Tuổi Tuất, vận may đang đến với những người tuổi Tuất, song phải luôn luôn giữ tinh thần tỉnh táo, bởi thời cơ đến bất cứ lúc nào, lơi lỏng mà bỏ lỡ cơ hội thì sẽ phải hối tiếc khôn nguôi. Nhân lúc vận thế lên cao, hãy triển khai các kế hoạch của mình, biết đâu đó sẽ là bước đệm để bạn gặt hái thêm càng nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.
Xong, bận rộn với công việc thế nào thì cũng đừng quên người thân và nửa kia của mình. Hãy luôn tôn trọng và trông đợi ở nhà bạn nhé. Đối với tuổi Hợi, trước Tết Đoan Ngọ thì người tuổi Hợi có vận trình không mấy sáng sủa, đặc biệt tình duyên lại càng ảm đạm hơn, áp lực công việc ngày càng lớn, kiên nhẫn mới có thể vượt qua được. Trong chuyện tình cảm thì đừng chuyện gì cũng muốn ra ngô ra khoai mà rạn nứt lứa đôi, nên tránh tranh cãi với người ấy hết mức. Tiền bạc nên biết tiết kiệm đề phòng khi thất bát. Nội dung tiếp theo mà Phong Thủy Lộc Tài muốn chia sẻ với các bạn về muốn vượng vận 12 con giáp nên đi đâu trong Tết Đoan Ngọ. Những năm gần đây thì xu hướng đi du lịch ngày Tết Đoan Ngọ ngày càng trở nên phổ biến với các gia đình người Việt. Đời sống cải thiện, nhu cầu được tìm hiểu, khám phá các nền văn hóa khác của người dân ngày càng tăng. Cùng với đó, tâm lý sợ tâm linh ngày Tết Đoan Ngọ khiến cho nhiều người quyết định đưa cả gia đình đi xa nhà. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. 1. Tuổi Tý và tuổi Hợi. Xét về ngũ hành mệnh cách, người tuổi Tý và Hợi đều mang yếu tố thủy. Trong khi đó thì giai đoạn Tết Đoan Ngọ, ngũ hành hỏa vượng, thủy hỏa tương khắc, mùa hè hỏa chèn ép thủy. Vì thế mà nếu có nhu cầu đi du lịch ở đâu đó, hai con giáp này nên chọn những nơi có ngũ hành là mộc, như là rừng, khu sinh thái, núi, công viên. Ngũ hành mộc hóa giải mâu thuẫn thủy hỏa, giúp hành trình của bạn thêm thuận lợi, an toàn. 2. Tuổi Dần và Mão. Người tuổi Dần và Mão thì đều có ngũ hành mệnh cách thuộc mộc. Mộc sinh hỏa, giúp hỏa thêm vượng, nhưng mộc lại suy yếu. Nếu cảm thấy tinh thần bí bách, hai con giáp này nên đi tới những nơi có nhiều thủy hay mộc sẽ có lợi hơn. Ví dụ như là đi biển, leo núi, tham quan khu sinh thái. Vì hỏa vượng nhưng có thủy làm dịu bớt, đồng thời sinh cho mộc khí thịnh vượng, tốt cho nguyên khí, bản mệnh tuổi Dần và Mão. 3. Tuổi Tỵ và Ngọ. Về mặt ngũ hành thì Tỵ và Ngọ đều mang yếu tố hỏa. Dịp Tết Đoan Ngọ này, người cầm tinh con rắn và ngựa có hỏa khí nhất trong 12 con giáp. Hỏa vượng dễ khiến cho tâm bất an, tính tình nóng nảy, dễ bị kích động, sức khỏe cũng chịu ảnh hưởng đáng kể. Vì thế mà khi đi du lịch, hai con giáp này nên chọn địa điểm gần, tránh đi quá xa, càng khiến cho sức khỏe giảm sút. Bạn có thể tới những nơi có ngũ hành thổ vượng, vì nguồn khí quá vượng của hỏa sẽ thông qua thổ mà tiêu hao bớt đi, có lợi cho ngũ hành của bản mệnh. 4. Tuổi Thân và Dậu. Ngũ hành mệnh cách của Thân và Dậu thì đều thuộc kim, thời điểm Tết Đoan Ngọ hỏa vượng khắc kim. Tuy thứ tài khá nhưng hai con giáp này gặp không phải những ít chuyện rắc rối khiến cho tâm trạng muộn phiền, chẳng thể vui nổi. Vậy nên, hai bạn có thể đi dã ngoại hoặc đi du lịch gần để giải tỏa tâm lý, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hoặc có thể đi leo núi, vừa rèn luyện sức khỏe lại giúp tinh thần thêm thư thái, vận khí theo đó sẽ tăng trở lại. 5. Tuổi Sửu, Thìn, Mùi và Tuất. Bốn con giáp này đều mang ngũ hành mệnh cách thuộc thổ. Dịp Tết Đoan Ngọ, hỏa khí vượng sinh thổ, thổ vượng khiến cho bản tính dễ cứng nhắc, theo đó mà vận thế cũng suy giảm phần nào. Vậy nên người tuổi Sửu, Thìn, Mùi và Tuất nên đi tới những nơi có thủy khí vượng như là đi biển, công viên nước. Thủy khí hiền hòa sẽ giúp điều tiết sự cứng nhắc của thổ, giúp cho tinh thần của bản mệnh thư giãn. Trên đây đã chia sẻ về những việc cần làm của 12 con giáp trong Tết Đoan Ngọ để được may mắn tài lộc. Quý vị và các bạn cần đặc biệt lưu ý để có được nhiều tài lộc may mắn hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để không bị bỏ lỡ bất kỳ video nào. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.